Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan vs Zombie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái sự kiện đó chính là Battle Z. Và mình sẽ cố gắng tìm ra một cái gọi là chiến thuật tốt hơn để có thể tiêu diệt được zombie ở trong này. Ok, chúng ta vào thôi. Và mình đang ở cửa thứ bao nhiêu nhỉ? Đối đầu 4 trận thắng liên tục à? Và mình thì mình sẽ lựa chọn lần này thì mình sẽ chọn băng giá này, sẽ chọn bowling này. Đấy, bowling bây giờ sẽ tiếp tục là chọn cái gì đây? Chọn cái gì để có thể là tăng sức mạnh được nhỉ? Để giết được con cardio này ta. Hơi khó chơi. Lava được không ta? Lava chắc hơi khó. Mìn khoai tây này, cho các mìn. À, lava thì có thể là chống lại được cái đúng rồi, chính xác sẽ chống lại được cái mấy cái cục này, cái bóng bóng này anh em, rất là khó chịu luôn. Lava này anh em, tiếp tục là chúng ta sẽ sử dụng còn hai cây đúng không? Mình sẽ không cần sử dụng một cái cây tạo ra săn đâu anh em ạ, theo mình nghĩ là vậy. Căn bản là ra rất nhiều săn, nó sẽ cho mình cực kỳ nhiều săn trên này. Hai cây đam chính này, cây này này. Đúng rồi, mình sẽ dùng cái cây đó chính là đây squat đúng rồi, chính xác. Và chúng ta sẽ chọn thêm một cây nữa trong cái chiến thuật này, có lẽ là mình sẽ chọn mìn khoai tây thôi nhỉ. Ok rồi, ok chúng ta chơi thôi. Let's go cố gắng là thắng nào anh em. Đấy, chà let's rock anh em, chơi luôn, cố gắng là ngăn chặn được cái quả bóng bóng ấy thì là chúng ta sẽ thắng, còn không thì hơi khó. Oh yes ui chúng rất nhiều săn luôn, rất tốt luôn. Đấy phát. Đã đấy phát. Slow lại. Rất khỏe. Nó rất khỏe luôn đấy. Đấy phát này. Để đấy phát luôn này anh em. Slow lại này. Đấy. Rồi, tập trung tấn công này anh em. Goopy Shutter các kiểu gọi là điều. Đấy phát cho nó nổ đi. Mình có khá nhiều săn cơ anh em, không cần phải quá lo lắng lắm ở đây. Đây và ở đây. Đặt luôn. Phía trên này anh em. Có một hệ thống phòng ngự trước rồi. Hiện tại là chúng ta sẽ có một hệ thống phòng ngự ở đây. Đánh nó. Tấn công nó anh em. Ủa. Khỏe thế cả. Khỏe này. Ui chơi từ. Đặt nhanh. Mình quên mất là chúng ta sẽ có thể đặt được ở cặp phía dưới này luôn chứ. Đây. Đặt luôn. Ui chơi nha. Nó cán qua anh em ạ. Tí thì chết. Để ý nhá, phải để ý kỹ nhá, không là thua đấy. Con cardio kia nó vào trong nhà rồi, hơi khó chơi. Đấy. Nào, phía dưới này có một cái này, phía dưới có một cái này anh em. Ô, chết rồi. Mấy cái này chưa kịp hồi. Lava Vova lên. Lava Vova để dành cho những cái trường hợp như thế này đây. Mày phải chết này. Vào đây. Rồi. Ui giời ơi. Thật sự là dã man luôn. Một chiêu anh em ơi, cố lên nào. Dừng lại. Nó vào nhanh quá, mà nó phi như điên ấy. Nổ. Cái lava vua vào rất là tốt nha anh em. Cho được hơn 400.000 rồi đây, từ từ. Cái này nó để dành đi, để dành điểm đi anh em, để dành cái điểm đấy để chúng ta. Để này, đây. Dừng lại. Squat. Ok. Đang cho ở đây phát. 5-7 giây anh em ơi, cho được hơn 600.000 rồi. Ui, nó biến thành ấy này. Ở đâu bây giờ? Bắn luôn. Squat. Phía trên anh em ơi. Ok, khó chơi phết đấy. Đùa đâu. Giết nó trước nha. Trời ơi. Sợ vãi. Làm sao ta có thể đánh được? Làm sao đánh được đây? Con này nó vào đây ghê quá, nhanh quá. Không kịp làm gì luôn. Squat này anh em. Đấy, xong rồi sử dụng đến Lava Vova luôn. Giết nó. Hơn 900.000 rồi kìa anh em. Đấy, chưa để rất là tốt luôn nha. Hoàn toàn chúng ta có thể kéo lên được khoảng 1 triệu điểm. Hơn đằng khác ấy chứ. Chết. Nổ hết. Hay chưa. Chúng ta đang. Ui, chỗ ở dưới này thì thôi chịu rồi. Dưới này nó hóa khổng lồ anh em ạ. Bó tay rồi. 1.200.000 nha. Đấy. Lava Uva. Đấy, Lava Uva và cây Squat cực kìa khỏe. Lava Uva level 4 này, Squat level 4 này. Hầu hết tất cả cây của mình đều level 4 hết. Rất ngon luôn.
Gubisoter chúng ta đang ở level 2 cũng khá tốt, và chúng ta sẽ lên cho cái file Gubisoter trên thêm level. Cây này thì mình không có nên mình cũng không quan tâm lắm. Rồi, chúng ta đang ở vị trí thứ 4 và chúng ta đang cố gắng leo lên vị trí thứ 3 ở đây. Mình sẽ tiếp tục ở đây nha. Chiến thuật này có lẽ sẽ là tốt nhất thôi, còn không có chiến thuật nào tốt hơn được nữa rồi. Theo mình nghĩ là vậy. Xem nào, chúng ta sẽ có cái chiến thuật nào hay hơn không? Hay mình thay cái này bằng cái cây gai nhỉ? Để có thể là tiêu diệt cái này luôn luôn. Cũng hay, ý ngũ tưởng cũng khá là hay, nhưng mà cũng được ấy. Để xem nào, để suy nghĩ xem có nên dùng không. Hai cây đam chính thì vẫn phải sử dụng này, là điều chắc chắn này. Chúng ta sẽ thử dùng cây gai này xem thế nào, liệu rằng là có đỡ được không. Nhưng mình sợ là chúng ta sẽ có mấy con này này, toàn con khỏe thôi. Con cầm xẻng vàng này, con mà bác sĩ này, à nhà khoa học này. Khó chịu thật. Khó chơi đằng khác ấy. Chơi kiểu gì đây? Let's rock. 1.200.000 là cũng khá cao đấy. Chúng ta sẽ cố gắng là chơi xem được 1.3 hay không. Thử xem, thử tất cả chiến thuật thử xem. Rồi, chúng ta bắn luôn anh em ơi. Bắn luôn nào. Từ từ từ, cái này thì chúng ta sẽ để ở phía dưới này. Đấy, như thế này. Như thế này và như thế này. Tấn công luôn. Dạ. Rồi, ok. Phía dưới này anh em có cardio zombie, có các kiểu. Rất 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 đông luôn. Đấy, như thế này này, như thế này này. Đâu rồi? Phía dưới anh em ơi. Đông chưa? Thấy chưa? Nào. Tấn công nào anh em ơi. Slow lại. Chính xác như vậy. Squat này. Thay đổi hướng à? Con kia nó sẽ thay đổi hướng anh em ạ. Phía dưới này. Chúng ta tập trung đam đây luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nổ luôn, vớ va vẩn làm sao vào được. Không có cơ hội nào để vào đây nha. Chỗ nào đây, chỗ nào đây, chỗ nào đây. Đặt đây phát luôn này. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Chỗ trên, chỗ trên, chỗ trên, chỗ trên, chỗ trên. Chỗ trên có vẻ như khá là nguy hiểm. Ở phía này. Từ từ thôi, đặt đây phát này. Nó vào khá là nhanh anh em ạ. Tiến này có một cây nha anh em. Đặt luôn, vỡ luôn. Khỏi vào, khỏi phải vào nha. Khỏi phải vào luôn đấy. Cái này rất là hay luôn. Rất tốt, bắn luôn anh em ơi. Cho nó chết đi. Mày giờ này định đang định bắn mình mà. Đã định ăn mình nhưng mà. Ui, nó hóa khổng lồ. Ui, trời, phải đài à. Squad này anh em ơi. Từ từ thôi. Chúng ta có lẽ là vẫn sẽ đang cố gắng một chút như thế này. Đang cố gắng hết sức xem nào. Ui, trời. Đây, phía trên anh em ơi, chúng hết sạch tiền rồi à? Hết sạch tiền rồi, hết sạch săn rồi. Chết tiệt thật. Rồi, squad này, squad. Hiện tại đang hết sạch săn rồi, mà khó chịu ta. Nào, vẫn hơn 500.000. Có lẽ là vẫn tệ hơn so với cái kia. Bắn luôn. Bắn luôn này. Squad giữ lại. Giữ này lại. Đúng rồi, chính xác. Ok. Hơn 600.000. Cái này không bằng cái quả mìn cơ. Quả mìn khoai tây nó nổ sướng hơn nhiều anh em ạ. Theo như mình nghĩ là vậy. Nhưng mà cái này thì nó có thể chống được tốt hơn. Đây. Lửa lan. Ây da. Lửa lan khá là khó chịu đấy. Đâu phải dễ đâu. Vẫn hơn 700.000. Dù không được hơn 1 triệu thôi, nhưng mà cũng được. Chỗ này cũng được anh em ạ. Cái này thì có tác dụng là, nhưng mà nó chỉ có tác dụng là phá mỗi cái bóng bóng thôi. Nó không có tác dụng gì khác ngoài cái phá bóng bóng cả. Và sau khi bị phá xong là nó sẽ bị cái cây xẻng vàng nó đào lên, nó hất ngửa ra phía sau. Khá là hay. Rồi thì chúng ta sẽ quay trở ra với ở đây thì mình sẽ nhận thưởng thêm, đó chính là kẹo. Và nhận thưởng thêm đó chính là game. Chúng ta sẽ có game ở đây. Và ở đây sẽ có kẹo này. Phía dưới thì sẽ có là game. Thêm 6 game nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có Pieta Party.
để xem em sẽ chơi đối đầu với cái cây gì. Hy vọng là ta sẽ có thể là chiến đấu được. À, sẽ có một cây sẽ có một zombie đá bóng này. À, level 6 rất là khỏe. Rất là khỏe anh em. Đặt luôn ra từ từ để nó vào gần gần đó. Đây 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 đây. Đấy. Mình khoai tây này anh em. Cái này khỏe lắm anh em ạ. Trồi lên chưa? Trồi lên chưa anh em? Đây, đây đây phát nữa. Lên luôn. Đấy. Rồi. Hệ thống phòng ngự của chúng ta có vẻ như là khá là đẹp. Phát nữa đây anh em. Ôi, chỗ này khó chịu chưa? Nhưng mà nó sẽ nổ tung hết mà. Nổ lan không ta? Hình như không. Đúng rồi, con này chỉ đánh ấy thôi, cận chiến thôi. Ây chà chà chà. Ghê đấy. Giờ xét từ phía xa này anh em. Nào. Con này dám cái này là sẽ nổ luôn. Đấy, đấy, đấy. Làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Làm cái gì? Ôi. Bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn từ xa anh em ạ. Chúng ta bắn luôn từ xa đi. Đấy, chính xác, chính xác. Chính xác, chính xác luôn. Nếu mà thích vào đây nha. Không hề dễ dàng đâu. Nổ. Rất 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 hay luôn. Đừng để nó đẩy. Đừng để nó đẩy lùi là được. Vào cực bằng mắt, đố vào luôn đấy. Bắn luôn anh em ơi. Bắn luôn, 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 bắn luôn. Bọn gà này không vấn đề đối với mình. Chúng ta đang rất là khỏe. Ở đây đấu đánh luôn đấy. Khỏe vãi các trưởng ấy. Chúng ta sẽ có thêm plant food. Plant food anh em. Bắn nào, bắn nào, bắn nào, bắn nào, bắn nào, bắn nào. Chết hết. Không thể vào được luôn đấy. Không thể vào luôn đấy. Nào nào nào. Uầy, cây nấm khỏe quá. Cây nấm là cái cây level 6 đầu tiên của mình. Nấm nhỏ. Lên level 7 như là sẽ mắc đam đúng không anh em. Chúng ta kiếm thêm được 1000 coin. Trên này là bao nhiêu coin đây. Chúng ta sẽ có thêm một trận thắng nữa. 4 trận thắng thì chúng ta sẽ kiếm thêm được khoảng là 4000 coin nữa. Ở đây thì mình đã hoàn thành xong cái quest này. Và chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ trong cái phần event. Đây, event đây. Chúng ta sẽ có event về cây. Đó chính là hôm nay sẽ được sử dụng cái cây Ruby Sorter anh em ạ. Trong cái phần Epic Quest event. Cái này khả năng bắn độc khá là hay. Hiện tại cái cây này của mình đang level 2 thôi. Mình đã nâng cấp nó lên rồi. Lên càng cao thì nó sẽ càng khỏe. Cần phải có rất là nhiều game và rất là nhiều kẹo khác nhau thì mới nâng lên được. Đấy, ok. Cái này thì chúng ta sẽ để nó ở phía trên này thôi. Đơn giản thôi. Ôi, có hàng bảo vệ à? Bó tay luôn. Này thì ai chơi? Tận hai hàng bảo vệ luôn anh em ạ. Slow lại. Tận hai hàng bảo vệ như thế này thì đánh thế quá được. Phải hạ một cái máy trước này anh em. Ôi, trên cái dưới cũng thế này. Cái dưới cũng sẽ cần này. Từ nha. Mình sẽ slow lại đã thì sao? Phía dưới sẽ bắn nó đấy. Nó đang ăn trực tiếp vào đây này. Khó chịu nhỉ. Rồi, phía trên này. Thắng hãy đặt gần gần đây cũng được. Chưa cần vội. Đấy, nó đang vào khá là nhanh. Slow lại, slow lại, slow lại. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Chạy đi đâu. Chỗ nào có cái máy thì mình sẽ ưu tiên bắn trước. Nó bị dính độc mà. Khó chịu phết nhờ. Nó không cho mình thêm cái cây nữa nhờ. Ok. Đặt đây phát này. Thêm phát này. Thêm lớp giáp này anh em. Ê. Chạy đi đâu. Phía này cũng thế này. Slow lại. Chúng ta sẽ có ít nhất là 3 lớp giáp nhá. Hiện tại là 3 lớp giáp. 4 lớp giáp rồi. Đánh cả ngày luôn đi. Trời ơi. Đây thì ai chơi được. Mỗi bên sẽ là có 2 cây rồi. Slow tiếp này. Slow vào đây. Nó khá là đông. Nó cũng khá là đông luôn. Đông vãi cả trưởng luôn đấy. Bắn đi, vào đây. Gupesotter kết hợp với cây củ hành. Rất là khỏe. Chỗ nào cũng thế thôi. Ây, chà 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 chà. Ghê phết.
tiếp tục là tạo thêm lớp giáp. Ui xà, đã phá hủy được rồi đấy, ghê phết nhờ. Lớp giáp này anh em, phá đi, thoải mái đi, bắn độc liên tục mà không có cơ hội nào dành cho team bạn để có thể là vào đây được, nó quá là khó. Chà, mình còn một cái phần plan food nó còn chưa dùng này. Rồi ôi, bắn cái viên độc ra thì nó khả năng là, ui sồi ôi, đẹp, hình quá đẹp luôn nhá. Còn ai không? Hết rồi đấy, hình như sẽ hết người rồi. Con này không chết được à? Nó vẫn còn cái xác của nó, bây giờ thì nó mới chết này, khá là lâu nhá. Hay phết rồi. Ok, chúng ta sẽ kiếm thêm được một cái túi tiền nữa, trong này sẽ có chứa một ít ít rồi. Bây giờ nó không có tiền để mà mua cây để mà lấy game ấy chứ. Continue này, tiếp tục này, lại tiếp tục là tích góp 100 game để nâng cấp cho cây Manflower, để nó phải lên level 7 trước. Cái cây Dust Lover á, Lover phải lên level 7 trước anh em ạ. Hoặc là cây Bowling phải lên level 7, tùy một trong hai. Cái cây Snapier thì nó vẫn chưa cho mua bằng tiền nhỉ anh em, à mua bằng game nhỉ. À cái cây Gumshutter sẽ nâng cấp lên này bằng game này. Đấy, cũng khá là hay. Rồi ok, thì chúng ta sẽ kết thúc mấy nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plan vs Zombie 2. Bye bye.